Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ với các anh chị một cái ứng dụng đầu con mới. Đó là chúng ta sẽ tham gia khai thác cái đồng game ở trên cái dạng Athena Network. Thì đối với cái ứng dụng này, khi các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản và các anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản của các anh chị thành công, thì các anh chị có thể chuyển và nhận cái đồng game này, và các anh chị có thể quy đổi cái đồng game này thành cái đồng ATH này. Đối với cái dự án này thì sau 24 giờ các anh chị click đào một lần nhé, và mỗi giờ thì các anh chị sẽ nhận được một cái đồng game. Hiện tại thì cái tốc độ khai thác cơ bản của nó thì đang cao nhé, một giờ thì các anh chị sẽ nhận được một cái đồng game. Thì cái ứng dụng nó còn mới nên cái tốc độ khai thác nó còn cao nhé, nên các anh chị tranh thủ các anh chị khai thác thì cái tốc độ nó giảm dần nhé. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản và cách để các anh chị xác minh cái tài khoản để các anh chị bắt đầu khai thác cái đồng game này đã. Sau này cái ứng dụng này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới tiếp theo thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị sau nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký cái tài khoản. Rồi đầu tiên để tải cái ứng dụng này về thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Các anh chị cài đặt cái ứng dụng về. Cài đặt xong thì các anh chị nhấn vào mở. Ở đây nó có cái dòng thông báo như thế này thì các anh chị có thể cho phép hoặc là không nhé. Rồi tiếp đến thì các anh chị đánh ký dấu tích vào ba cái ô này và các anh chị nhấn vào cái chữ tiếp tục. Đây, các anh chị đánh dấu tích vào ba cái ô này và các anh chị nhấn vào tiếp tục. Rồi, các anh chị nhấn vào tiếp tục. Đây, các anh chị nhấn vào tiếp tục. Tiếp tục. Các anh chị chọn bắt đầu ngay. Các anh chị chọn đồng ý và tiếp tục. Rồi bây giờ các anh chị click vào cái mục đăng ký bằng email ở đây. Rồi bây giờ các anh chị điền vào các cái trường thông tin này nhé. Ở cái dòng đầu tiên thì các anh chị điền họ và tên đầy đủ của các anh chị. Các anh chị viết in hoa có dấu nhé. Ở cái dòng thứ hai thì các anh chị điền cái địa chỉ email. Ở cái dòng thứ ba thì các anh chị click vào đây, các anh chị chọn cái mẫu vùng lời Việt Nam này và các anh chị điền cái số điện thoại của các anh chị vào. Các anh chị bỏ cái số không đâu đi nhé. Tiếp đến thì các anh chị đặt cái mật khẩu, thì cái mật khẩu cũng có chữ in hoa, thương, số và ký tự đặc biệt. Các anh chị nhập lại cái mật khẩu các anh chị vừa đặt thêm một lần nữa. Và các anh chị nhập cái mã giới thiệu ở đây. Cái mã giới thiệu này thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video cho các anh chị nhé. Các anh chị sao chép các anh chị dán vào. Và các anh chị nhấn vào cái chữ đăng ký ở đây. Tiếp đến thì các anh chị sẽ có một cái mã OTP gửi về cái địa chỉ email. Các anh chị vào cái email nhé. Để các anh chị mở mail lên. Các anh chị sao chép cái OTP này. Các anh chị quay trở lại và các anh chị dán vào đấy nhé. Sau khi các anh chị đăng ký thành công thì các anh chị sẽ vào được cái giao diện như thế này. Để khai thác thì các anh chị click vào cho em cái hình chật búa ở đây này. Hình chật rìu đấy. Đây, và các anh chị nhấn vào cái chữ bắt đầu khai thác ở đây. Khi các anh chị click vào bắt đầu khai thác thì nó sẽ cái số này nó sẽ nhảy nhá. Cái thời gian nó đếm ngược. Và các anh chị có thể click vào cái chữ nhận ở đây để thu thập cái đồng game này về cái ví. Đấy, các anh chị bấm nhận thì nó sẽ về đấy nhá. Để chuyển và nhận cái đồng game này được thì các anh chị phải tiến hành xác minh cái tài khoản. Để xác minh tài khoản thì các anh chị về lại cái mục này, cái mục trang chủ đấy các anh chị. Các anh chị về lại cái mục trang chủ này, các anh chị click vào cái logo hình đại diện ở đây. Ở cái mục thông tin tài khoản, các anh chị click vào. Ở đây thì các anh chị có thể đổi cái hình đại diện. Các anh chị chỉnh sửa lại cái họ tên nhé. Và các anh chị nhấn vào cập nhật này. Tiếp đến là cái mục tài khoản liên kết. Ở đây thì các anh chị có thể liên kết cái Twitter và cái Facebook vào đấy nhé. Và các anh chị nhấn vào cập nhật này. Mục ngôn ngữ thì các anh chị chọn đến tiếng Việt cũng nói rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh cái tài khoản này. Để xác minh thì các anh chị click vào đây. Ở đây thì em đã xác minh rồi. Đấy, khi xác minh rồi thì các anh chị click vào nó sẽ không nhảy nữa đâu nhá. Đấy, khi các anh chị click vào thì các anh chị click vào cái mục chia xác minh KYC ở đây. Rồi các anh chị bắt đầu cập nhật cái ảnh nhá. Cái ảnh này thì các anh chị chụp trước ở trong điện thoại và các anh chị upload lên và các anh chị nhấn vào cập nhật. Sau khi các anh chị cập nhật thì các anh chị đợi cho nó load một chút xíu nhá. Và các anh chị phải xác minh cái khuôn mặt luôn đấy. Các anh chị lưu ý cho em là khi nó xác minh cái khuôn mặt thì các anh chị phải đưa cái khuôn mặt của mình xác vào trong cái ô ván này luôn nhá. Nếu mà như thế này thì nó bảo là không thành công nhá.
Các anh chị click vào cái chữ Start Verify cái sân ở đây để các anh chị bắt đầu xác minh. Đây, sau khi các anh chị xác minh thành công thì nó sẽ báo như thế này. À, sang cái mục này thì nó sẽ bảo đã xác minh như thế này nhá. Như thế này là đã ok rồi đấy. Để lấy link đi chia sẻ với bạn bè của các anh chị thì các anh chị click vào cái hình đầu người ở đây. Các anh chị sao chép cái mã mời này, các anh chị đi chia sẻ với bạn bè của các anh chị. Ở đây các anh chị click vào cho em cái mục này. Ở đây thì nó sẽ có các cái nhiệm vụ. Khi các anh chị hoàn thành các cái nhiệm vụ thì các anh chị sẽ nhận được cái tốc độ nhá. Đấy. Tương tự thì đối với cái cơ chế của F1, F2 nhá. Đấy. Rồi hiện tại cái ứng dụng nó còn mới nên các anh chị cứ đăng ký và các anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản để các anh chị khai thác nhá. Sau này cái dự án này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị sau. Bây giờ thì em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.